Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh không phải cháu gái tôi. Chung kết Miss Grand Việt Nam 2024 khép lại với chiến thắng của Võ Lê Quế Anh, người đẹp đến từ Quảng Nam. Tuy nhiên, kết quả này đã vấp phải làn sóng chỉ trích của đông đảo khán giả và fan sắc đẹp. Một số ý kiến cho rằng Võ Lê Quế Anh không xứng đáng trở thành hoa hậu vì phần thi ứng xử không tốt trong đêm chung kết. Vương Miện nên thuộc về người xứng đáng hơn là Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của người thân hoa hậu Võ Lê Quế Anh và chỉ ra tân hoa hậu có mối quan hệ thân thiết với gia đình đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024. Thậm chí, cộng đồng mạng còn nhận định nàng hậu là cháu gái của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, do đó Quế Anh mới được mở đường để đăng quang. Trước những thông tin được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, tối 4 tháng 8, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã chính thức lên tiếng giải thích về tin đồn tân hoa hậu là cháu gái trên trang cá nhân. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh biết hoa hậu Võ Lê Quế Anh từ năm 2020 qua cuộc thi Hoa Khôi Đại học Huế, sau 2 năm là cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Sau 2 lần dự thi cuộc thi Tôi làm giám khảo, Quế Anh có giữ liên lạc với công ty Sang Vàng. Chúng tôi có mời cô tham gia hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa, các show thời trang ở Đà Nẵng. Việc giữ liên lạc với thí sinh sau cuộc thi ở các hoạt động văn hóa, xã hội là điều bình thường ở các cuộc thi sắc đẹp. Ban tổ chức, công ty Sen Vàng luôn tạo điều kiện để thí sinh của chúng tôi có cơ hội cống hiến, thể hiện hình ảnh đến khán giả. Tại các show của công ty Sen Vàng, Quế Anh tham gia ở vai trò là celebrity dự thảm đỏ hoặc model trình diễn, nam đạo diễn viết. Nói về bức ảnh trên mạng chỉ ra việc Quế Anh là người nhà của mình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam giải thích trong bức ảnh ngoài Quế Anh còn có Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy, người đẹp áo dài kiều vĩ chúc Tết ở nhà mình và các hoa khôi, á khôi ở thành phố Đà Nẵng tham gia hoạt động chụp ảnh quảng bá sản phẩm. Điều này không có gì xa lạ trong lĩnh vực quảng cáo. Thông qua đó, tôi cần khẳng định lại Quế Anh không phải là cháu gái hay có mối quan hệ họ hàng, càng không phải là người thân thiết với tôi. Đến hiện tại, mối quan hệ giữa Quế Anh và chúng tôi là quan hệ công việc, giao tiếp, nam đạo diễn khẳng định. Nói về việc chọn Võ Lê Quế Anh là tân Miss Grand Việt Nam 2024, đạo diễn Hoàng Nhật Nam viết, chúng tôi có công tác tìm hiểu, thẩm định lý lịch của thí sinh. Chúng tôi không muốn công khai bất kỳ thông tin riêng tư nào về thí sinh đến dư luận. Điều đó có thể khiến khán giả chưa đồng thuận hoàn toàn về kết quả, nhưng chúng tôi vẫn chọn cách bảo mật thông tin nhằm bảo vệ hình ảnh thí sinh tham gia cuộc thi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng giải thích việc chọn lựa Quế Anh thành tân hoa hậu là kết quả của hành trình quan sát, đồng hành cùng thí sinh kéo dài gần một tháng từ ban tổ chức và các vị giám khảo. Từ đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong người hâm mộ sắc đẹp tôn trọng thí sinh, ngừng lan truyền thông tin tiêu cực, tạo sự thù ghét giữa các người đẹp, dẫn đến việc hạ bệ, bôi nhọ người khác bằng ngôn từ, hình ảnh gây tổn thương. Đồng thời, nam đạo diễn khẳng định công ty Sen Vàng luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến góp ý của khán giả và gửi lời cảm ơn quý khán giả đã quan tâm, ủng hộ thời gian qua. Học viện cải lương của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết lại bị chỉ trích vì sử dụng trích đoạn không xin phép. Chương trình Học viện cải lương do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết làm viện trưởng bị nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, cộng đồng mạng chỉ trích vì vi phạm tác quyền, dù nhà sản xuất đã xin lỗi nhưng vẫn không được tác giả chấp nhận. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc đăng tải hình ảnh tiết mục của một thí sinh trong chương trình Học viện cải lương kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc, buồn bã cho rằng một chương trình đình đám lấy trích đoạn của mình đã không xin phép lại còn viết sai tên tác giả. Bài đăng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu mến cải lương và cộng đồng mạng. Theo đó, chương trình Học viện cải lương đã sử dụng trích đoạn Chuyện tình lá diêu bông của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc mà không xin phép và trích đoạn được thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Ngọc thể hiện trong tập 2 của chương trình. Khi để tên tác giả chương trình đã chú thích sai là Quốc Quyền Hà Nam Quang thay vì Quốc Nguyễn, tên tác giả của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc Hà Nam Quang. Chia sẻ với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cho biết trích đoạn mà thí sinh trong chương trình thể hiện là trong kịch bản do mình viết từ nhiều năm nay và đã từng dự thi tại nhiều cuộc thi như Chuông Vàng Vọng Cổ, Tài Danh Tân Cổ. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp biết mà tại sao chương trình lại không hỏi ý kiến của tôi khi sử dụng. Chương trình cũng tự làm và đổi tên tác giả hoặc chỉ để tên người chuyển thể cùng với tôi. Soạn giả Hà Nam Quang chỉ viết hai cảnh phụ thôi, còn ý tưởng kịch bản ngày xưa chỉ một mình tôi thực hiện. Trước đây, có rất nhiều chương trình cũng đã tự ý sử dụng và thêm lần này nữa, nên tôi rất bức xúc, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc chia sẻ. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp bình luận đề nghị nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc liên hệ trực tiếp với đơn vị sản xuất chương trình để xem nhà sản xuất trả lời ra sao.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ sự thất vọng cho rằng cải lương đời 4.0 của Học viện Cải lương xa dần nét thuần túy của nghệ thuật cải lương. Lời xin lỗi không được chấp nhận. Trước những bức xúc của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc và khán giả, đến tối 14 tháng 6, phía nhà sản xuất chương trình Học viện Cải lương phản hồi về vụ việc trên fanpage chính thức của chương trình. Theo đó, đại diện nhà sản xuất Học viện Cải lương bày tỏ sự tiếc nuối và khẳng định luôn xem trọng vấn đề tác quyền. Đây là tiết mục tự chọn của thí sinh, chương trình có bộ phận biên tập làm việc trực tiếp với thí sinh để kiểm tra vấn đề tác quyền. Tuy nhiên, vẫn xảy ra sơ suất dẫn đến sự việc đáng tiếc. Ở vai trò nhà sản xuất, chúng tôi nhận trách nhiệm về việc này. Chúng tôi chân thành xin lỗi tác giả và đã liên hệ với tác giả, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc để xử lý vấn đề, trả tác quyền theo đúng quy định nhưng hiện vẫn chưa nhận được sự hồi đáp. Tiết mục này cũng đã được gỡ bỏ trên các nền tảng của chương trình. Một lần nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này, phía nhà sản xuất cho hay. Tuy nhiên, lời xin lỗi, giải thích của phía nhà sản xuất chương trình Học viện Cải lương không nhận được chấp thuận của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc và khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cho rằng, đối với mình, chuyện nào ra chuyện đó, việc anh được mời đến truyền cảm hứng vai lão cho các thí sinh khác với chuyện ban tổ chức sử dụng quay hình, phát sóng tác phẩm của mình nhưng không xin phép trong một chương trình lớn có tài trợ là một chuyện khác. Ban tổ chức không nên cho rằng đó là tiết mục tự chọn của thí sinh. Xin thưa, bản thân tôi cũng là người từng làm rất nhiều game show phát sóng. Khi có một tiết mục nào được dàn dựng biểu diễn, ban biên tập phải xác nhận tiết mục đó có xin tác giả chưa và phải được xác nhận bằng văn bản có chữ ký đồng ý của tác giả. Trường hợp tác giả đã qua đời thì phải được sự đồng ý của gia đình tác giả. Nếu không có những văn bản đồng ý thì thí sinh phải đổi tiết mục khác có sự đồng ý của người viết. Và hôm nay tôi nhận được một tin nhắn với nội dung là xin lỗi, gỡ bài và trả tiền tác quyền theo đúng quy định của một bạn trợ lý nào đó. Theo quý vị thì tôi trả lời thế nào? Tôi không trả lời vì bạn ấy không phải là người để tôi trả lời, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cũng nhận định vấn đề ở đây là sự tôn trọng nhau của những người làm nghề, chứ không phải là đem tiền ra trả bản quyền là coi như xong chuyện. Tôi sẽ không nhận cái gọi là tiền bản quyền để buộc tôi im lặng. Tôi lên tiếng để bảo vệ những tác giả khác nữa, để những chương trình như thế này không qua mặt họ. Còn việc gỡ bỏ khỏi các nền tảng là biện pháp để xử lý, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc nói. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc đề nghị ban tổ chức không gỡ bỏ tiết mục. Để khán giả chưa hiểu hoặc không hiểu thấy được bài mình đăng là có cơ sở cũng như thấy được sự thiếu tôn trọng của chương trình đối với anh là có bằng chứng. Đây không phải lần đầu chương trình Học viện Cải lương do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết làm viện trưởng vướng phải ồn ào. Cách đây vài tuần, chương trình đã vấp phải chỉ trích, phản ứng dữ dội khi thí sinh đưa bao cao su, thuốc ngừa thai vào ca từ trong chương trình, dù đã giải thích nhưng vẫn vấp tranh cãi của cộng đồng mạng. Ngoài ra, việc phong danh xưng quái kiệt cho nghệ sĩ Thanh Hằng, một trong những giám khảo của Học viện Cải lương, cũng trở thành chủ đề tranh luận của người yêu nghệ thuật cải lương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!